Dạ con nghe má. Con hả? Con sao rồi? Dạ con không sao đâu má, yên tâm. Má lo cho con quá. Con xin lỗi đã làm cho má phải lo lắng. Điều quan trọng bây giờ là con phải tránh xa đứa con gái đó ra. Má không chấp nhận đứa con gái như vậy. Hiếu, Hiếu, con có nghe má nói gì không? Hiếu à. Dạ con nghe đi má. Má chỉ có một mình con là con. Cả dòng họ đều đặt hy vọng vào con. Vợ con phải là người có tư cách và đạo đức thì mới bước được vào nhà này. Con hiểu chưa? Dạ má ơi, má cho con thêm thời gian nha má. Nếu chưa Dương thay đổi, con xin má hãy cho con ấy một cơ hội. Bản chất con người khó mà thay đổi được. Một người bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của họ thì họ mãi mãi là kẻ toan tính. Thôi má ơi, bây giờ con mệt mỏi lắm rồi, má đừng có nói nữa. Con cúp máy nha má. Hiếu, Hiếu, nghe má nói nè. Uống rượu không giải quyết được vấn đề đâu. Nghĩ sai rồi. Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết mà. Anh phải làm gì để giải quyết vấn đề này đây? Đừng nghĩ về quá khứ, hãy sống cho tương lai và hiện tại đi anh. Nhưng rũ bỏ quá khứ không phải là cách. Con muốn rũ bỏ cũng không được. Nhưng mà anh phải quên quá khứ đi. Liệu em có sống vui được hay không khi mà cái quá khứ tội lỗi nó ám ảnh mình? Anh biết gì về quá khứ của em mà anh phán xét? Anh có biết là em đã phải trải qua những điều tồi tệ như thế nào hay không? Nhưng mà cho dù em đã trải qua bất cứ điều gì, em cũng không được làm điều ác. Tại sao? Tại sao em có thể cướp hết tài sản cô Niên rồi để anh ta vào chỗ chết như vậy? Nó chỉ là một con nghiện. Nếu như không có em, ngay cả cái chòi nát nó cũng không có nữa. Anh có biết là em phải đổ biết bao nhiêu mồ hôi công sức để có được ngày hôm nay hay không? Em chỉ có thể lựa chọn giữa tình yêu và tham vọng. Em không được chọn cả hai. Dạ thưa bác. Dạ con chào bác. Cô còn tới đây để làm gì? Dạ con muốn gặp anh Hiếu. Cô về đi, đừng làm phiền con trai tôi nữa. Dạ thưa bác, con chỉ muốn nói là cô không xứng đáng với con trai tôi đâu. Một đứa con gái quỷ quyệt như cô có thể làm vợ con trai tôi sao? Tôi nhắc lại một lần nữa cho cô nhớ, cấm cô liên lạc với thằng Hiếu. Đi về. Bác ơi, hãy để cho nó được yên đi. Bác nghe con giải thích đi bác. Con, anh Hiếu. Má, má cấm con giao du với cái loại người này. Má có chết cũng không cho cái loại người này vào làm dâu nhà mình đâu. Em về đi, anh không muốn gặp em. Chuyện của mình đã kết thúc rồi. Anh cho em một cơ hội đi.
cơ hội. Một người con gái thủ đoạn như cô sẽ không bao giờ có cơ hội đâu. Cô đi về đi, về ngay. Con nhìn lại mình đi, vì một đứa con gái không ra gì mà con đày đọa thân xác như vậy sao? Má đau lòng khi nhìn thấy con như vậy đó Hiếu à. Má, má về đi, để cho con yên tĩnh một thời gian. Con có biết không, ở dưới quê má đã hình dung là con sống bề rạc như thế nào. Má lên đây là để khuyên con nghĩ lại. Con không vì con, con cũng phải vì má và vì mọi người chứ. Quên nó đi con, má sẽ cưới cho con một người vợ ngoan hiền và đảm đang. Quên một con người thì dễ, nhưng quên một mối tình sâu đậm thì khó lắm má. Lỗi, em không thể nào từ bỏ tất cả. Em đã phải đánh đổi như thế nào để có được ngày hôm nay. Anh không biết là em đã phải trải qua cuộc sống khốn khổ như thế nào đâu. Em sợ lắm, nhưng em không thể. Dạ, alo, ai đầu dây ạ? Bà có phải là người thân của anh Võ Hiếu hay không? Dạ phải ạ. Tôi báo cho bà biết một tin, con bà đã bị bắt. Dạ, con tôi bị can tội gì mà bị bắt vậy chú? Anh ấy chứa và sử dụng chất cấm trong vũ trường. Trời ơi. Bà ba, bà ba, có chuyện gì vậy mà ba? Con ơi, sao? Thằng Hiếu đã bị công an bắt rồi con. Hả? Sao mà bị bắt? Nó đi vũ trường rồi bị bắt. Trời
Nhưng mà đi vũ trường sao mà bị bắt? Ở trong người nó có chứa chất cấm con ơi. Trời ơi, chứa chất cấm. Chết rồi. Vậy là xuân này con không về rồi. Thôi thôi, để con báo cho má con biết. Nhưng mà ba thấy sao? Thấy trong người sao hả bà ba? Đi báo cho má con biết đi. Không sao đâu. Dạ dạ dạ. Trời ơi. Hiếu ơi Hiếu, bây giờ mà phải làm sao đây con? Trời ơi là trời. Cho dù em đã có tất cả, nhưng mà đời không có anh thì trở nên vô nghĩa. Chết rồi. Cái này là do anh ấy chuốc lấy, không liên quan gì tới con hết. Con đã một mực thực hiện theo tâm nguyện của má, nhưng anh ấy không còn tính người. Anh ấy tự đi tìm đến cái chết. Con rất lấy làm tiếc. Xin lỗi má. Má hãy hiểu cho con nha má. Ê, tao nghe nói mày sắp được ra phải không? Mày có bắn tin cho tụi nó biết chưa? Để làm gì? Chào thủ trưởng. Chào cán bộ. Cứ làm việc đi. Dạ chào cán bộ. Chào chú. Dạ. Nè. Dạ. Lại đây chú dặn chút. Dạ, chào cán bộ. Cá biển dạo này nhiễm độc do xả thải, nên hạn chế cho anh em ăn. Nên thay bằng thịt hoặc cho anh em ăn cá đồng nha. Dạ. Tâm trạng sao khi sắp rời khỏi chỗ này? Dạ, cũng khó tả lắm chú. Tả thử cho chú nghe coi. Dạ, buồn vui lẫn lộn, nôn nao mà cũng lo lắng lắm chú. Khó tả thiệt. Sao nhiều cảm xúc vậy? Có lẽ những năm tháng ở trong này đã cho con trưởng thành hơn, không còn nghĩ đơn giản hay một chiều nữa. Mục đích của cải tạo và giam giữ phạm nhân, ngoài sự răn đe và phải trả giá cho những tội lỗi đã gây ra, thì điều chủ yếu là làm sao thay đổi được nhận thức và quan điểm sống của họ, để khi quay về hòa nhập với cuộc sống thì họ hoàn toàn có cái nhìn mới, mới biết sống có trách nhiệm với bản thân và cuộc đời này hơn. Dạ, cũng may là nhờ có những cán bộ có tấm lòng bao dung như chú mà tụi con không có cảm giác bị lạc lõng hay tách biệt. Sự cảm hóa con người cao nhất là tình thương chú à. Mai đi rồi, chú cháu không còn gặp nhau thường xuyên. Rảnh rỗi thì ghé nhà thăm chú nghe. Dạ. Địa chỉ con biết rồi. Dạ. Giờ có cần gọi điện thoại về nhà báo cho người thân biết hay không? Dạ thôi, con muốn để cho má con bất ngờ. Đó là người con cần phải quỳ xuống để tạ tội sau khi con được ra khỏi đây. Nếu muốn thay đổi, trước tiên chúng ta phải thay đổi bản thân. Và muốn thay đổi bản thân một cách hiệu quả thì chúng ta phải bắt đầu thay đổi từ việc nhận thức của mình. Con hiểu không? Dạ. Thôi, lo làm việc đi. Dạ.
cố gắng lo làm ăn đi nha. Dạ, cảm ơn anh. Anh về đi. Ê, mới ra hả? Đi không, tôi chở cho. Đi đâu vậy? Cậu, xui lắm. Bước ra khỏi chỗ này là phải đi thẳng, nếu không muốn vô một lần nữa. Ngã ở đâu sẽ đứng lên ngay tại đó. Quay đầu nhìn lại có nghĩa là không chạy trốn hay chối bỏ quá khứ. Có như vậy mới đủ sức mạnh để mà bước tới tương lai. Nón nè. Hiểu. Anh. Chúc mừng em mới ra trại nha. Khỏe mày, lâu lắm mới gặp hả? Sao tụi mày biết tao ra mà tới đây vậy? Tại sao tụi tao biết không quan trọng. Quan trọng là cơ hội đã có mặt ở đây để đón mày. Anh, chẳng những tụi em tới đây đón anh mà tụi em còn chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để chờ anh ra nữa kìa. Và bây giờ nhiệm vụ của anh chỉ là đi theo tụi em thôi, còn mọi chuyện để tụi em lo ha. Tao và cơ hội ở đây đón mày. Mày theo tao đi, lên xe. Đây. Cảm ơn tụi bay vẫn còn nhớ tới tao. Nhưng mà tao đã học hỏi được rất nhiều điều sau cánh cửa này. Ủa, bây giờ mày biết sợ rồi hả? Sợ cũng là một cảm xúc tốt. Biết sợ khiến người ta bớt ngông cuồng hả? Anh, ý anh là sao? Sao nói lòng vòng hoài vợ? Đi. Cảm ơn mọi người đã nhớ đến tôi. Đừng tìm tôi nữa. Phải do hiếu không vậy? Cảm ơn mọi người. Nón nè cậu. Mày muốn thoát hả? Không dễ rồi nhỏ hiếu à. Sao đúng lúc vậy? Em luôn quan tâm đến những gì xảy ra với anh mà. 3 năm trôi qua rồi, còn gì để em nhớ? Em đã từng muốn quên, nhưng mà tất cả vẫn nằm nguyên vẹn ở trong tim em. Em về đi, đừng gặp anh nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Anh Hiếu, chúng ta có thể bắt đầu lại được mà. Nếu anh cho em một cơ hội. Thôi được rồi, tạm thời mình không nhắc chuyện cũ nữa. Bây giờ em đưa anh về được không? Cảm ơn em. Một thằng tù có gì mà phải đưa đó. Anh tự vô đó được, anh tự tìm đường về nhà được. Ba, Mao biết không? Hồi tối á, tôi coi truyền hình á, ta đưa tin á là thực phẩm bây giờ á, ăn vô bị ngộ độc quá chừng luôn à. Ai cũng lao động để mà kiếm sống, nhưng mà làm nghề nào cũng phải có cái tâm. Nếu như người nông dân á, chạy theo cái phong trào sử dụng thuốc kích thích, thuốc trừ sâu không có an toàn, sản lượng thì tăng nhưng chất lượng thì không có. Hậu quả đến tay người tiêu dùng là thứ hàng độc hại, ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng. Liệu lấy cái cục tiền đó ăn ngủ có ngon không? Mợ ba nói đúng á, nhưng mà lòng tham con người á khiến cho họ mờ mắt, chứ không phải là họ không biết đâu. Báo đài á đưa tin rần rần hà, tác hại sử dụng thuốc tăng trưởng không rõ nguồn gốc,
nhưng mà nhiều người họ vẫn xài. Nói nào ngay, hồi đó tôi không có để ý lắm. Nghe lời người này nói thuốc này tốt, thuốc kia hay là tôi mua về tôi xài liền. Nhưng từ khi mở nói cho tôi biết tiêu chuẩn để thu mua trái cây sạch thì tôi thấy mở nói lại đúng. Có những người trồng rau, trồng trái cây, biết ăn vô là đổ bệnh. Họ ngăn không cho con cháu họ ăn, nhưng mà để cho con cháu người khác ăn. Theo em đó chính là tội ác đó chị. Tôi nghe họ nói trái cây Trung Quốc bây giờ nhập về nhiều lắm. Họ sử dụng chất bảo quản gì nè, mà để cả năm mà không thối nó mới ghê chứ. Đúng rồi đó chị. Nhiều người họ đâu có dám mua ăn, vì họ sợ họ bệnh. Cái họ quay qua họ đi tìm trái cây nội của mình nè. Nhưng mà đâu có phải dễ mua loại sạch và chất lượng đâu. Tây Tàu hại chết mình hồi nào em không có biết. Nhưng mà em thấy trước mắt người Việt mình hại người Việt mình. Biết đọc mà vẫn xài, biết sai mà vẫn nhập. Đó là ý thức, đó là trách nhiệm đối với cả cộng đồng và thế hệ con cháu mai sau. Bà ba. Dì con. Dạ. Nè. Chị lựa kỹ nghe chị. Dạ tôi bà biết ba rồi. Bà ba coi kiểm tra hóa đơn coi nó đúng không. Đưa đây mở coi. Dạ. Đúng rồi đó con. Dạ. Con. Con cầm cái này đi thu tiền cho mở ba đi. Dạ. Con đi. Con đi nghe mở ba. Ừ. Đi cẩn thận nha con. Dạ. Có muốn ăn gì không? Nói tôi tấp vô nghe. Dạ thôi, em chỉ muốn về nhà. Chắc ông bà già cậu mừng lắm á. Bà em mất lúc em 12 tuổi, giờ chỉ còn má thôi. Ngày xưa cậu cũng dữ lắm phải không? Thôi, cố lên. Về nhà làm lại từ đầu. Cưới vợ, sinh con. Để cho bà ẵm bồng, như vậy là trả hiếu cho bà rồi. Đây đây, tới rồi anh. Anh cho em gửi tiền. Trời, sao nhiều vậy? Có nhiều đâu. Đây là những đồng tiền cuối cùng em cầm ra từ trại giam đó. Em không muốn đem nó vô nhà. Ngày mai em sẽ đi làm để kiếm những đồng tiền mới. Mình giỏi nghe. Cố gắng tu tâm dưỡng tính. Dạ, cảm ơn anh. Bố mới về hả con? Nghỉ ngơi chút đi, rồi giao chuyến cuối cho kịp chuyến xe về thành phố luôn. Hiếu, trời ơi con tôi. Ma.
về không cũng báo cho má biết để má đi đón con. Có vui vẻ gì đâu mà báo hả má? Con muốn má bất ngờ. Má, thôi được rồi, con về nhà là tốt rồi, mọi thứ không còn quan trọng nữa. Má ơi, má ơi, má ơi, má, thằng Hiếu con còn ba học về rồi má. Má, má ơi, má tha thứ cho con nha má. Đừng lên đi rồi nói. Yêu thương và tha thứ, đó là điều tất nhiên mà các bậc làm cha làm mẹ luôn dành cho con cái. Má chỉ mong từ giờ trở đi, con làm điều gì con phải nghĩ sâu hơn. Không những nghĩ cho bản thân, mà còn phải nghĩ cho những người thân bên cạnh con. Con biết không, một con ngựa đau, cả tàu bó cỏ. Từ khi con xảy ra chuyện, má và cô hai của con chưa có ngày nào an lòng hết. Dạ má. Hiếu. Dạ cô hai. Trời ơi, con khỏe không con? Dạ con khỏe. Cô hai khỏe không? Cô khỏe. Dạ. Anh Út Mót. Ừ. Khỏe không anh? Khỏe. Ủa, chuyện này vui quá trời mà sao khóc lóc sùm vậy? Thằng quỷ, sao mày về bất ngờ vậy? Tao nghe nói là còn một năm nữa mới về mà. Dạ, em kể tàu tốt nên được ra trại sớm anh à. Ừ. Đâu? Có ốm đi không? Để cô hai coi. Cái dạ, gì vậy má? Bình thường. Trời ơi, con thấy còn mập hơn con nữa kìa. Ốm gì mà ốm. Ê, coi bộ cơm tù chất lượng rồi nha. Đồ quỷ nè. Ủa dạ. Ăn nói phải giữ mồm giữ miệng. Cái gì tù tội ở đây? À, dạ, tại vì cái miệng con nói trước, rồi cái đầu con mới suy nghĩ sau. Dạ không sao đâu cô hai. Anh Út anh không có nghĩ gì đâu. Mà phải có người nhắc vậy con mới biết sợ chứ. Chỉ có mày mới hiểu tao thôi. Thôi bây giờ tao ra đằng sau tao làm con gà. Lát nữa hai anh em mình lai rai ha. Dạ. À, đi. Dạ. Chị hai, em mời chị hai ngồi uống nước. Ờ, khoan đã. Hiếu à, con vào đốt nhang để báo với ba con, báo với tổ tiên ông bà là con đã về nghe con. Đi đi con. Xuống đi chị. Con rót nước cho cô hai uống đi con. Má ra sau giường chút má vô liền. Dạ. Chị hai ngồi ở đây nha. Má con đi đâu mà gấp gáp con biết không? Má con làm gì cũng có lý do mà. Con mời cô hai uống trà. Hiếu à. Dạ. Con thật là may mắn khi có một người mẹ như vậy. Từ lúc ba con mất tới giờ, má con không có muốn đi bước nữa, mà đã hy sinh âm thầm để chăm sóc cho con. Với cô á, là chị chồng nè, mà cô còn phải tâm phục khẩu phục với đứa em dâu này. Dạ con biết chứ, nên con thấy có lỗi với má con lắm. Thôi, mình bỏ qua hết đi, làm lại từ đầu nghe con. Dạ. Ừ, má. Biết cái gì đây Hồng? Dạ. Lá bưởi, lá xả. Tắm hai cái thứ này thì mọi thứ xui xẻo trên người con á đều biến đi hết luôn.
Ngày mai sẽ là một ngày mới nha con. Ừ. Đợi chút nha, má xuống với má nấu để cho con tắm liền. Dạ. Chị ngồi đây nghe chị. Ờ. Alo. Quý hả? Tao nè. Trời đất. Có phải mày không vậy Hiếu? Nó đó. Trời ơi. Thằng Quý, mày về rồi hả? Về hồi nào? Trời ơi, sao không báo với tao? Tao lấy xe trước mày. Mày khỏe không? Rồi khi nào mày gặp tao? Mày làm gì? Mày bắn la phanh một tràng như vậy, rồi tao biết trả lời câu nào trước câu nào sau. Tao mới về. Mày là thằng bạn đầu tiên tao gọi đó. Mà đi tù mày làm như đi du lịch đưa đón. Tao nhà với má tao vài bữa rồi gặp mày nha. Được rồi. Mày cứ yên đó đi, ngày mai tao gặp mày ha. Con nói chuyện với thằng Quý đó hả? Dạ, thằng bạn chí cốt của con. Kêu nó bữa nào về thăm má nha. Giờ má qua nhà cô hai có chút việc nha. Dạ. Alo. Má tao. Má mới hỏi thăm mày đó. Má biết rõ mối quan hệ chí cốt của tao với mày. Thì tao cũng coi má mày như là má của tao mà. Cảm ơn mày nghe. Từ ngày tao vô trỏng, cũng may là có mày thường xuyên tới thăm nom má tao. Lần nào vô thăm má tao cũng nhắc mày hết. Má mày á là một người có học thức rộng, trải nghiệm và nhiều hiểu biết. Ngoài cái chuyện tao thăm nom động viên má mày á, vì tình thân của tao với mày. Mà quan trọng nhất mày biết gì không? Là khi tao ở gần cô á, tao học hỏi được rất là nhiều điều. Công việc mày ổn không? Tao ổn. Còn mày á, mày có dự tính gì chưa? Hiện tại thì chưa. Chắc phải nghỉ ngơi một thời gian cho bình tâm trở lại rồi mới tính tiếp được. Ừ đúng rồi đó. Mày đừng có vội vã. Cứ cần gì á, mày cứ nói tao đi. Tao giúp được gì á, tao giúp cho. Chỗ bạn bè tình thân với nhau, mày đừng ngại ngùng gì hết. Rồi biết rồi. Thôi bây giờ tao phải làm một việc quan trọng cho má tao đây. Gặp mày sau nha. Rồi, ừ, bye mày, mai gặp lại. Vậy ha, bye mày. Hiếu. Má. Con pha trà cho má hả? Dạ, con mời má uống trà. Lâu lắm rồi con mới có dịp pha cho má tách trà táo đỏ. Con vẫn nhớ thói quen của má. Làm sao con quên được? Thói quen đặc biệt của má mà. Sở thích này má thừa hưởng từ bà ngoại của con. Thời con gái,
Má đang nghiện loại thức uống đặc biệt này. Con còn nhớ lúc ba con còn sống, ngày nào ba cũng tự tay pha tách trà này cho má. Bây giờ trách nhiệm đó sẽ thuộc về con. Cảm ơn con nhiều lắm. Hạnh phúc đơn giản của má chỉ có vậy thôi. Con pha ngon đó. Con. Dạ. Má mới qua nhà cô hai bàn chuyện của con đó. Sáng mai má với cô hai và con sẽ đi chùa. Má muốn tạ lễ, cảm ơn trời Phật đã cho con bình an trở về. Dạ. Giờ thì con nghỉ ngơi đi. Cứ làm những gì mà mình thích, để đầu óc con được thanh thản, không cần phải vội. Một thời gian ấy, tâm con bình ổn rồi á, thì lúc đó tính chuyện cho tương lai nha con. Dạ. Nếu chúng ta luôn nhìn sự việc theo một cách đa chiều và tích cực, má lại nghĩ không có khoảng thời gian nào là vô ích. Đừng khóc với những gì đã qua, hãy mỉm cười vì nó đã xảy ra. Nhờ vậy mà con sẽ trưởng thành hơn. Dạ. Con cảm ơn má. Con cần có má. Má mãi mãi là chỗ dựa tinh thần cho con. Vì con là con của má mà. Dạ. Má uống trà đi má. Ngon lắm con. Là cô hả? Cô tới tìm thằng Hiếu hả? Mà tìm nó làm cái gì? Tôi nghe nói là anh Hiếu mới về. Tôi gặp anh Hiếu được không? Ê, cô đi về đi. Cô gây rắc rối cho thằng Hiếu như vậy còn chưa đủ sao? Mợ ba tôi á không có ưa cô đâu. Mợ ba tôi mà nhìn thấy cô là cô không yên đâu. Cô đi về đi. Anh Võ Hiếu. Đó, thấy chưa? Mợ ba, tại sao cô tới đây? Ở đây không ai hoan nghênh sự có mặt của cô. Cô còn tới đây làm gì? Tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào từ cô. Nếu cô còn chút tự trọng thì đừng bao giờ xuất hiện trước cửa nhà tôi một lần nữa. Và còn điều này, hãy tránh xa con trai tôi ra. Đó,
Tôi nói rồi mà cô không chịu nghe. Vợ mà ba tôi thấy là có chuyện mà. Má, má với con hai vô nhà trước đi, con vô liền. Má không muốn con mất thời gian với hạng người này. Hiếu à, con nhớ con hứa với cô điều gì ngày hôm qua không? Đừng để má con buồn lòng nữa. Dạ. Thôi mình vô. Lì thiệt chứ. Má, 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 công nhận nhỏ này nó đẹp thiệt chứ, nhưng mà nó dai như đĩa đối vậy đó. Bộ nó tính trù cho thằng Hiếu tới chết luôn hay sao nó mới vừa lòng á. Cái thằng này, dạ, bớt cái miệng chút xíu được không? Mà ba mày đang buồn kìa. Anh nghĩ em không nên tới đây thì hay hơn. Anh cho em số điện thoại đi, em sẽ hẹn anh ra chỗ khác. Mình còn hẹn hò với nhau được hả? Em về đi, anh đang cần sự yên tĩnh. Anh nhỏ Hiếu ơi, em sai rồi, em sẽ từ bỏ hết tất cả. Em cần anh. Đừng đặt hy vọng vào anh nữa, mọi thứ đã đi quá giới hạn rồi. Nhỏ Hiếu, nhỏ Hiếu à, em nhớ anh lắm. Nhỏ Hiếu, tao mà không lôi mày ra khỏi nhà chắc là mày tính giam lỏng mình luôn đúng không? Có đâu, tại tao chỉ muốn tận hưởng sự yên tĩnh trong không gian riêng của mình một thời gian. Hiếu nè, tao rất hiểu tâm trạng của mày lúc này, nhưng mà mày nên ra ngoài đi để cho đầu óc nó thư thả hơn. Tao không có trốn tránh như mày nghĩ đâu. Vô. Được, mày nói như vậy á là tốt đó, tao yên tâm rồi. Ê tụi bay. Vợ Hiếu kìa. Chứ tao chỉ sợ là. Sợ gì? Ê anh, phải không? Sao rồi mày, tỉnh táo lại chưa? Tụi tao á hiểu tâm trạng mới ra tù của mày mà, không ai trách mày đâu. Anh, trước đây anh từng là bạn trai của em, sao bây giờ anh lạnh lùng với em, với các bạn của anh như vậy? Bây giờ khác rồi. Mọi người chơi đi, tôi không tham gia. Vợ Hiếu à, mày đành rời xa đường đua như vậy sao? Ông Hoàng tốc độ mà bây giờ bè nhờ như vậy à? Thôi, tụi tao không ép mày. Khi nào mày muốn tham gia lại hội á thì hội sẵn sàng quan ngênh mày thôi. Tao không quay lại đâu, mà tụi mày cũng nên tìm việc gì đó có ý nghĩa làm đi. Đừng có bán mình cho con ma tốc độ và những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng như vậy, không tốt đâu. Có lẽ là mày được cải tạo tốt rồi đó, nhưng tao thấy hình như mày bị tẩy não rồi đúng không? Thanh niên mà sống nghiêm túc như kiểu mày nói, tao thà chết còn sướng hơn sống cuộc đời nhạt nhẽo như vậy. Thôi, các anh cứ mỉa mai người yêu cũ của tôi hoài, bây giờ người ta đã cải tạo quy chánh rồi. Sao cũng được, tôi nghĩ mấy người nên quên tôi đi, coi như tôi chưa từng có mặt trong hội ha. Thôi, không có sao. Chắc mày mới ra tù á nên mày khó chịu trong người. Khi nào mày hòa nhập lại á, tìm tụi tao tiêu khiển như trước đây. Đừng có để ý lời nói tụi nó làm gì. Thôi đi. Anh, thôi em đi nha. Mong một ngày nào đó anh sẽ gia nhập lại hội. Nói thiệt nghe, tao không thích đám bạn của mày một chút nào. Nhìn thấy tụi nó cứ ngông ngông nghênh nghênh sao sao á. Vậy mà có một thời tôi cầm đầu cái hội đó. Đúng là ai cũng có một thời điên thật sự đúng không? Vô. Uống hết ly này rồi chị. Ừ, chắc bà già cũng chờ cơm hai thẳng nhà.
Dạ Hiếu à, mày đành rời xa đường đua như vậy sao? Ông Hoàng tốc độ mà bây giờ bèo nhờ như vậy à? Thôi, tụi tao không ép mày. Khi nào mày muốn tham gia lại hội á thì hội sẵn sàng quan ngân mày thôi. Tao không quay lại đâu. Mà tụi mày cũng nên tìm việc gì đó có ý nghĩa làm đi. Đừng có bán mình cho con ma tốc độ về những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng như vậy. Không tốt đâu. Có lẽ là mày được cải tạo tốt rồi đó. Nhưng tao thấy hình như mày bị tẩy não rồi đúng không? Thanh niên mà sống nghiêm túc như kiểu mày nói. Tao thà chết còn sướng hơn sống cuộc đời nhạt nhẽo như vậy. Anh nhỏ Hiếu ơi, em sai rồi. Em sẽ từ bỏ hết tất cả. Em cần anh. Đừng đặt hy vọng vào anh nữa. Mọi thứ đã đi quá giới hạn rồi. Ủa má, sao con ngủ giờ này lau xe là sao? Má vẫn gìn giữ sạch sẽ mà, ngày nào cũng lau, không có một hột bụi nào bám vô. Dạ. Con cảm ơn má đã giữ gìn chiếc xe cho con. Nó vẫn bóng loáng và bắt mắt khi con nhìn thấy nó. Má biết sở thích của con là lái xe mô tô. Má không cấm. Nhưng mà con đừng nói với má là con quay lại cái hội đua xe của con đó nha. Con đã hứa với má là không làm cho má lo lắng nữa mà. Con từ bỏ tất cả những thú vui vô bổ đó. Nhưng má cũng cho con thêm thời gian để con tìm cách tuyệt vời với đám bạn của mình. Và tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Má nghe Quý nó nói hội bạn mô tô gặp lại con, họ chèo kéo khích bác. Má sợ con quay lại đường cũ quá à. Má ơi, thằng Võ Hiếu của má bây giờ khác xa với thằng Võ Hiếu ngỗ nghịch cách đây 3 năm rồi. Bây giờ con có thể làm chủ cảm xúc của mình, không dễ bị người khác kích động đâu. Má đừng có lo. Má tin con. Sau khi gấp nhãn, điều quan trọng là chúng ta học được những gì. Một người không hề phạm sai lầm sẽ không bao giờ đổi mới. Con cảm ơn má đã tin tưởng con. À má. Có chuyện này con muốn xin phép má. Con nói đi. Con muốn đi xa một thời gian. Con cần đi đâu đó để suy nghĩ, để tận hưởng những chuyến phượt. Và điều quan trọng là con muốn tránh xa đám bạn bè cũ của con. Má cho phép con nha má. Con đi có một mình hả? Dạ.
Giờ Hiếu, bằng mọi cách em phải có được anh. Cả lớp nghe cô nói nè. Các con về nhà nhớ tập viết và đánh dần những gì mà hôm nay chúng ta đã học. Các con nhớ không? Dạ nhớ. Giỏi. Và khi về nhà, việc đầu tiên của chúng ta là chào ông bà, cha mẹ, anh chị. Giỏi quá. Bây giờ chúng ta đứng lên chào tạm biệt nhau ha. Dạ. Chúng giỏi. Rồi đi về không được chén lớn nghe chưa? Dạ. Cho tập lệ đi về. Được rồi, lấy làm gì vậy? Mày làm gì mau xuống đó cản Trúc Trà lại cho tao. Trà lên cản lại. Ê, Trúc Trà kìa, Trúc Trà kìa. Cản lại. Ê, Trúc Trà, Trúc Trà. Đi đâu mà vội mà vàng vậy? Ba làm gì vậy? Tránh đường cho tôi đi về được không? Trà em. Sao mỗi lần gặp anh em cứ lẩn tránh hoài? Tôi không có lẩn tránh anh. Và tôi ghét cái cách mà anh xuất hiện trước mặt tôi đó anh Khương. Trời đất ơi, em có biết là ngày nào anh cũng bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để gặp em có chút xíu không? Em có biết là anh ghiền cái giọng chửi của em lắm không? Ngày nào em không chửi anh là đêm anh không ăn, ngày anh không ngủ luôn á. Anh Khương à, tôi xin anh đó, anh làm ơn lịch sự giùm tôi một chút được không? Làm ơn đừng có chặn được con gái người ta như vậy. Trễ rồi, tôi phải về. Em muốn về không? Bây giờ chỉ cho em về nhưng với một điều kiện là em phải đi uống cà phê với anh. Tránh ra cho không, tôi đi về đi anh mà. Anh không cho em về. Em phải đi uống cà phê với anh. Rồi mới cho em về. Tránh ra đi uống cà phê với anh. Đi, đi. Mấy người buông ra đi. Tôi rồi. Tức thiệt. Ê, tính ra Trúc Trà cũng đẹp nhưng mà đâu có đẹp bằng hoa hậu đâu. Sao mày si nó dữ vậy? Ở ngoài kia kìa, biết bao cô chân dài mê mày. Tụi bay không có biết nhìn xa trông rộng gì hết á. Mấy đứa chân dài đẹp đẹp á, chỉ làm kiển thôi, đi bên cạnh cho nó sang thôi. Còn lựa người vợ phải lựa người đảm đang, xinh đẹp, nết na, dễ thương, hiền lành, giống như là Trúc Trà vậy đó, biết không?
Dạ cô ơi, xin lỗi làm phiền cô chút. Anh muốn hỏi gì? Đường nào ra thị trấn vậy cô? Anh lạc xa quá rồi. Ủa vậy hả? Tại cảnh này đẹp quá, cứ cắm mắt nhìn hoài, chạy hồi chạy vô đây luôn. Cô làm ơn chỉ giùm. Anh đi đường này xa lắm. Bây giờ tôi chỉ anh đường tắt nha. Dạ dạ. Anh đi theo đường này. Dạ dạ. Xong rồi anh gặp hai cái ngã ba, anh bỏ. Xong rồi anh gặp cái ngã tư, anh quẹo phải. Rồi anh đi thẳng, anh sẽ tới thị trấn. Nhắc lại nha, anh đi theo đường này, anh gặp hai cái ngã ba. Dạ. Anh bỏ, anh không đi. Xong rồi anh gặp cái ngã tư, anh quẹo phải. Rồi đi thẳng tiếp nữa, anh sẽ gặp thị trấn. Dạ, cảm ơn cô giáo nhiều nghe. Sao anh biết tôi cô giáo? Thì tôi đoán vậy. Thấy mặc áo dài rồi có cặp sách, có thước dùng để gõ đầu trẻ nữa, nên tôi nghĩ vậy thôi. Còn tôi tưởng anh thầy bói. Thôi anh tranh thủ đi đi, một lát nữa sương xuống thì sẽ khó đi lắm. Dạ cảm ơn cô. Chúc anh thượng lộ bình an. Dạ chào cô. Hồi nãy mà không có thằng cha đó là rủ Trúc Trà đi uống cà phê được rồi. Gì vậy? Cái tao đi xử ông đó. Giang hồ hèn, tối ngày đòi xử người già với con nít không. Gì nữa? Kệ tao, thằng điên này. Mày bị gì vậy? Mày làm mấy chuyện lạ quá. Ê, vậy có thằng nào nhìn la quắc ở trong địa bàn của mình kìa. Chắc mấy thằng dân đi phượt đi lạc thôi. Đúng rồi đó. Buồn quá. Ê, giờ sao mày? Nhậu. Xăng. Dạ, con chào bác. Ủa, cậu kiếm ai vậy? Dạ, con không kiếm ai, tại xe con hết xăng. Dạ, xin lỗi bác. Bác cho con hỏi, ở đây có chỗ nào bán xăng không bác? Chà, hết xăng chỗ này là căng lắm nha. Đó, cậu nhìn coi, chung quanh toàn là đồi trà và cà phê không à. Đâu có ai buôn bán gì đâu mà mua xăng. Dạ, từ đây ra thị trấn xa không bác? Mười mấy cây số nữa mới tới. Cũng tại con, cứ lo ngắm cảnh chạy một hồi chạy lạc vô đây luôn. Không biết là đi quá xa như vậy. Nhà tôi thì không có xăng sẵn cho cậu. Mà bây giờ cậu mà dắt chiếc xe này ra tới thị trấn thì trời cũng sập tối rồi. Chui lắm á nghe. Dạ thưa bác, đường xa mà trời cũng sắp tối rồi. Bác có thể cho con ngủ nhờ nhà bác một đêm được không bác? Sáng mai con sẽ kiếm chỗ đổ xăng rồi con đi nha bác. Cậu nghĩ là tôi có thể từ chối cậu sao? Dạ. Thôi được rồi, tối nay cậu ở đỡ đèn đêm đi. Rồi tôi sẽ nhờ người mua xăng cho cậu. Dạ, con cảm ơn bác nhiều lắm. Thôi để con chạy xuống con dắt cái xe lên. Đó. Thưa ba, con mới về. Đây là con gái của tôi đó cậu. Nó mới đi dạy về. Nó tên là Trúc Trà, còn tôi là Ba Trung. Dạ, con tên là Võ Hiếu. Ủa, là anh hả? Chào cô giáo. Ủa, hai đứa bộ quen nhau hả? Dạ không có, hồi nãy con gặp ảnh ở trên đồi trà. Con chỉ đưa cho ảnh ra thị trấn. Mà sao anh lại ở đây? Xe tôi bị hết xăng. Ủa, nhà cô giáo đây hả? Dạ.
Thôi thì ở đây nói chuyện rồi ráng tranh thủ vô nấu cơm nước nha. Hôm nay nhà có khách đó. Dạ. Chuẩn bị đi con. Dạ. Mời anh ngồi. Dạ. Dạ con cảm ơn bác. Ừ. Anh ngồi đi, để tôi pha nước cho anh uống. Dạ. Trà gần cho ấm bụng. Cảm ơn cô giáo Trúc Trà. Rất hân hạnh được gặp lại cô giáo nghe. Em cũng hân hạnh được gặp anh. À, tên cô giáo nghe lạ quá. Cuộc hội ngộ của mình cũng vậy. Lạ thiệt. Chà, trà thơm quá. Trà lá xanh ngoài giường nhà em á. Em cho ít gừng vào trong cái ấm trà. À. Dạ. À, anh ngồi nghỉ nha, em xuống dưới bếp nấu cơm. À, Trúc Trà nè. Dạ. Nhà có gì ăn đó nha, đừng làm gì cầu kỳ tôi ngại lắm. Chỉ cần chén cơm trắng với lại rau luộc là được rồi. Nhà quê mà, cơm trắng với rau luộc lúc nào cũng sẵn hết, anh đừng có lo. Dạ. Alo, má nè con. Má hả, con đây. Má đang định gọi điện thoại cho con á. Má ăn cơm nước gì chưa? Chút nữa mới ăn. Bây giờ con đang ở đâu vậy con? Dạ, con đang ở một nơi rất là thích má. Xung quanh toàn là đồi trà bạc ngàn luôn. Sương mù dày đặc cứ như là mây á. Ồ. À, con đang ở trong cái ngôi nhà gỗ rất là đẹp. Một ngôi nhà duy nhất trên ngọn đồi rất là đẹp má. Nghe con kể không á là biết đẹp rồi đó. Ủa, sao con ở đó vậy? Nhà có người quen hả con? Dạ, xe con bị hết xăng nên con xin nghỉ nhờ ở đây. Ờ. Bác chủ nhà rất là dễ thương mà. Bác đồng ý cho con ở nhờ qua đêm. Vậy hả con? Dạ. Vậy thì tốt rồi. Anh nè. Dạ. Ở đó sương nhiều lắm đó. Nhớ mặc áo ấm vô nha con. Dạ, con biết rồi má. Có gì con gọi lại cho má sau nha. Má lo ăn cơm đi. Ừ, má biết rồi. Dạ, vậy con cướp má nha má. Ừ. Con chào má. Cậu tranh thủ ra sao tắm rửa đi, xong cái lát ăn cơm chung với gia đình luôn. Dạ. Ừ. Dạ con vô nha bác. Ừ vô đi. Trúc Trà ơi. Dạ. Con dẫn chỉ cậu Hiếu vô phòng tắm tắm nha. Rồi sẵn lấy cho ba chai rượu ra đây nghe. Dạ. Mời vào. Sao giờ này em vẫn chưa về nữa? Em vừa xong việc chuẩn bị về nè. Mấy hôm nay anh thấy thần thái em lạ lắm. Có chuyện gì hả? Em có chuyện gì đâu, em bình thường mà. Không, anh thấy khác lạ lắm. Đừng để ý đến em không sao đâu. Em về nha. Ờ, Chiêu Dương à. Hay là anh đưa em đi ăn, rồi đi nghe nhạc thư giãn nha. Lâm Phong à, không phải là em không biết tình cảm mà anh dành cho em, nhưng mà em không muốn có một mối quan hệ nào trên mức bạn bè cả. Chúng ta là những đối tác, hãy nghĩ về những dự án sắp tới thì hay hơn. Tại sao em cứ tự giam mình như vậy? Một mình em không thấy cô đơn sao?
Đôi khi sự cô đơn cũng có cái thú vị của nó mà. Không phải là em thích gặm nhấm sự cô đơn, mà đơn giản là em đã quen với nó rồi. Với em, sự cô đơn cũng là một phần tự nhiên, giống như hơi thở hàng ngày thôi. Bây giờ em chỉ muốn về nhà. Cũng đành chịu thôi. Tiếc là em không cho anh cơ hội. Để lần khác nha. Chào anh. Mời cậu. Dạ. Uống cạn nha. Tôi thấy cậu uống cũng được lắm á. Mà cậu đi đâu mà lạc vô đây vậy? Dạ con đi du lịch. Đi du lịch? Dạ bác để con. Trời ơi, đi du lịch sao không tìm tới mấy thành phố lớn, mấy cái nơi hiện đại văn minh mà đi du lịch? Tự nhiên chui vô cái hốc bò tó rồi đi du lịch. Dạ cái này tuổi trẻ tụi con gọi là đi phượt. Ừ. Dạ đó là những cái chuyến đi mà mình không có kế hoạch sẵn á. Mình đi nhưng mà mình cũng không biết là mình sẽ đi đâu. Đi vậy điều thú vị nhất là mình được chiêm ngưỡng thiên nhiên. Ừ. Và trải nghiệm cuộc sống của người dân ở những vùng đất mà mình đi qua. Nhưng mà tôi thấy nếu mà cậu đi kiểu như vậy là cậu phải rủ thêm vài người nữa. Biết sao không? Dạ. Để trên đường đi nếu có xảy ra sự cố gì thì cũng có người giúp đỡ mình. Chứ cậu đi mình kiểu như vậy không an toàn đâu à nghe. Dạ. Thì hồi trước con cũng hay đi với nhóm. Nhưng mà lần này con thích đi một mình. Ừ. Mà quê cậu đâu ta? Ba mẹ sao, khỏe không? Nhà có mấy anh em? Dạ con quê ở miền Tây, Cần Thơ đó bác. À. Dạ ba con thì mất lúc con còn nhỏ. Ừ. Má con khỏe. Dạ với lại nhà con cũng chỉ có mình con thôi à. À hôm nay cậu được nhiêu tuổi rồi? Dạ con 30. Nhà tôi có mình Trúc Trà thôi. Dạ. Mà má nó coi như Trúc Trà 2 tuổi là má nó mất. Tôi chịu cảnh gà trống nuôi con tới giờ luôn á. Vô. Dạ. Ủa bác ơi con xin lỗi, sao con để ý thấy trên bàn thờ không có gì ảnh của bác gái? Hồi xưa tôi với bà khổ lắm. Tôi xuất thân từ trẻ mồ côi. Gia cảnh của bà thì nói chung là không có cưới hỏi. Ăn còn không có ăn, lấy đâu ra tiền mà chụp hình chụp bóc. À hồi xưa khổ dữ vậy hả bác? Ừ. Ba đừng có uống nữa, ba say rồi kìa. Ba. Ừ. Ba đừng có uống nữa, uống nhiều không có tốt đâu. Sai sai cái gì? Bình thường con cản ba không cho ba uống, nay có khách thì cho ba làm lai ra vài ly chứ. Dạ con thấy uống vậy cũng được rồi bác. Chứ uống mà không ăn gì hết sốt ruột chết. Thôi mình vô nhà ăn cơm bác ơi. Nhà này ít khi có khách lắm. Đó, hai cha con sống ở cái nơi hẻo lánh gì nè. Hôm nay tự nhiên xuất hiện cậu. Thấy cậu ăn nói cũng đàng hoàng, người cũng chững chạc, tôi thấy vui. Dạ. Uống hết chỗ này đi rồi nghỉ nha. Dạ dạ dạ. Vô. Vậy thôi để con vô con dọn cơm nha. Lát tôi nói với con gái tôi là tối nay cậu ngủ lại ở đây. Cậu thích ngủ trong phòng hay là ở ngoài bộ dáng này cũng được. Dạ thôi con ngủ ngoài bộ dáng đó cũng được rồi bác. Ờ vậy ha. Ờ ngủ ngoài bộ dáng thoải mái hơn. Uống lẹ đi. Dạ. Làm miếng nữa nha. Dạ. Ừ. Cô ơi, cà phê của cô nè.
Cô ơi, tôi để cà phê ở đây nha. Công việc mỗi sáng của em đó hả? Dạ. Buổi sáng á, em thường phơi những búp trà non còn đọng xương trên lá. Trà pha ra có mùi thơm rất đặc biệt. À, mà anh có biết công dụng của trà không? À, thì tốt cho tim mạch. Đúng rồi. À, chống lão quá. Giúp cho tinh thần bình mẫn sảng khoái, đúng không? Đúng rồi đó. Mà anh nè, đêm qua lại nhà, anh ngủ có ngon không? Hả? Anh ngủ ngon như chết, không biết trời đất gì luôn. Cứ như là ở nhà mình vậy đó. À, anh phải cảm ơn chiếc xe của anh hết xăng đúng lúc. Nhờ vậy anh mới có dịp ở lại nhà em đó chứ. Lúc nhìn thấy anh xuất hiện ở nhà em rất là ngạc nhiên. Em có tin vào duyên số không? Em cũng không biết nữa. Anh thịnh tin đó. Giờ có duyên mình mới gặp được nhau đó. Ủa ba. Ừ. Thôi để em vô pha ấm trà cho ba và anh uống nha. Dạ bác ba. Ừ. Sắp có ba dậy đi làm sớm vậy bác ba. Ừ.
Người già như tụi tôi á, có ngủ được nhiều đâu. Cứ 4 giờ rưỡi là tôi dậy rồi. Tôi lên trên đồi coi lại cái hồ nước để tưới tắm mấy cây trà đó mà. Dạ. Yeah. Sao cậu không ngủ thêm chút nữa đi? Đêm qua con ngủ ngon quá trời. Sáng dậy thấy tinh thần minh mẫn sảng khoái. Con rất thích không khí ở đây bác ba. Vậy hả? Dạ. Bác ba biết không? Ừ. Con là con đi rất nhiều nơi. Hầu như là khắp dải đất hình chữ S Việt Nam mình á, chỗ nào cũng có dấu chân của con. Nhưng mà thú thật đây là lần đầu tiên mà con có ấn tượng đặc biệt với một nơi mà con thấy nó bình yên, nó đẹp như tranh vẽ vậy. Thanh niên thời nay họ thích ở những cái nơi sôi động, hiện đại. Chứ ai mà như cậu thích ở cái chỗ yên bình, lặng lẽ, tĩnh lặng vậy. Ý thích của cậu có bộ khác lạ nghe. Ủa làm gì mà cậu nhìn tôi hoài vậy? Bộ có chuyện gì muốn nói hả? Bác ba tình ý quá. Tôi từng tuổi này con ruồi bay ngang tôi biết được cái luôn á. Dạ bác ba. Con muốn xin phép bác ba cho con ở lại đây vài ngày. Con thích cái khung cảnh ở đây, bình yên, dễ chịu. Thiệt tình bây giờ mà đi con tiếc lắm. Ở đây có cái gì vui đâu mà cậu xin ở đây. Tôi không tiếc mấy bữa cơm, chỉ sợ là cậu chán thôi. Dạ. Con mời ba, mời anh uống trà. Cảm ơn em. Để con không có chán đâu, bác ba đừng có lo. Bác ba cho con ở lại nha. Con dễ nuôi lắm. Bác ba cho con ăn cái gì cũng được hết á. Bác ba đi đâu cho con theo với. À, để con đi con phụ bác ba hái trà nha. Cậu có biết hái trà không mà rồi đi theo? Dạ con làm được bác ba. Nếu mà chịu ăn cơm với rau thì cứ ở lại ha. Dạ con cảm ơn bác ba nhiều lắm. Ừ. Trà, con vô chuẩn bị đồ ăn sáng đi con. Dạ. Xin phép bác ba cho con vô con phụ rút trà nha. Ừ. Dạ. Cô chủ. Cô chủ, cô có cần uống nước cam không? Tôi pha cho cô nha. Alo. Dạ ai đầu dây vậy ạ? Alo. À, tìm thằng Hiếu hả? Nó đổi số điện thoại mới rồi. Tìm nó có gì không? Tôi là má nó nè, có gì tôi nhắn lại cho. Alo. Alo. Ai vậy?
Mới sáng sớm ai gọi không biết nữa, gọi mà không chịu nói gì hết trơn. Alo, sao chưa Dương? Anh Quý hả? Anh khỏe không? Ừ, anh khỏe. Mà mới sáng sớm Dương gọi cho anh có chuyện gì hả? Dạ, em muốn hỏi thăm. Em muốn hỏi thăm chuyện của Võ Hiếu đúng không? Dạ, em có gọi đến nhà của anh Hiếu. Mà em gặp bác gái, em ngại quá. Anh Hiếu bỏ số cũ rồi, anh có biết số mới của ảnh không? Võ Hiếu xài số mới, nhưng mà không cho ai biết hết. Ngay cả anh cũng vậy nữa. Hiếu nói với anh, khi nào cần đến thì Hiếu sẽ liên lạc. Anh Quý, em muốn gặp anh Hiếu lắm, anh có cách nào giúp em không? Dương nè, Hiếu đi xa rồi. Cái gì? Đi xa? Tại sao anh Hiếu lại đi xa? Mà anh Hiếu đi đâu chứ? Thật sự á, anh cũng không biết chính xác là Hiếu đang ở đâu. Anh cũng không liên lạc được với Hiếu. Chiêu Chương nè, anh nghĩ là chúng ta nên cho Hiếu một khoảng lặng đi. Đừng có quấy rầy cậu ấy trong thời gian này nữa. Thôi em gấp máy đây. Anh Quý, mà khi nào anh Hiếu ảnh cho anh số điện thoại mới, anh nhớ cho em biết nha. Ok, anh biết rồi. Dạ, cảm ơn anh. Em chào anh. Bye em. Lẽ ra hai người là một cặp đẹp đôi, tại sao lại có kết cục đáng buồn như vậy? Anh Hiếu đi đâu chứ? Anh đi đâu? Mọi người đang làm gì vậy bác ba? Bà con ở đây đang nhổ cỏ đó, ở mấy cái luống trà nè. Trà ở đây xanh tốt quá hả bác ba? Tốt lắm, đất đai thổ nhưỡng ở đây rất thích hợp với lại cái việc trồng trà. Đó, bà con ở đây sống chủ yếu nhờ vào cái cây chủ lực này không đó. Dạ. Ủa, ai đi với ông ba Trung mà nhìn lạ quá vậy ta? Ê, Đức, ba giờ tương lai mày tới rồi kìa. Hổm ra mày cua được trúc trà chưa? Cái đó là chuyện của tôi, anh hỏi làm chi? Ê, được, mày nhắm mày đấu lại thằng Khương con ông Duy Kha không vậy? Cả cái vùng này ai cũng biết nó là con của ông địa chủ nha mày. Đeo theo con trúc trà bao nhiêu năm mà chưa được á. Trời, thằng Khương nhầm nhò gì tôi? Trời, mày tự tin quá ha. Dạ, chào mọi người. Ủa, anh là sao với bác ba vậy? Mà hình như anh với Trúc Trà là bà con hả? Anh thích cô giáo Trúc Trà phải không? Sao anh đáng trúng phốc vậy? Mới gặp lần đầu mà biết hay quá hen. Nè Được, chiều nay á, nhớ gom trà lại hết rồi đem ra đường, rồi giao cho ông Duy Khang nghe. Dạ. Trà đợt này á, là loại 2, không cần kiểm tra. Dạ, bác ba cứ yên tâm, cứ giao cho con. Đi qua bên kia. Ai vậy bác ba? Ông Duy Kha, một địa chủ vùng này đó. Trời ơi, đất đai của ổng hả?
bạc ngàn luôn á. Ổng là một thương gia có tiếng ở đây á. Ở đây hầu hết bà con nông dân á đều bán trà cho ổng. Dạ. Ổng ghê lắm đó. Ổng chỉ chuyên gia mua ép giá bà con, nên mọi người phải lệ thuộc, ứng tiền mua phân trước, mua thuốc trước. Ổng ghê lắm á. Thu hoạch được không anh ba? Sao vụ này trúng không anh ba? Cũng tạm tạm, nhưng mà giá rớt quá, không biết là có đủ tiền trả nhân công không nữa. Rồi tiền phân tiền thuốc chắc còn vài đồng dắt túi thôi. Hình như nông dân vùng này mắc bệnh kinh niên, giống như bệnh dịch vậy đó, lây lan khắp nơi. Chú bệnh gì hả chú? Con thấy mọi người khỏe ru mà có bệnh gì đâu. À, là bệnh than đó. Tôi chán ngấy mấy người quá. Làm ăn thì cũng có lúc này lúc khác. Nhà máy thu mua giá cao thì tôi tăng giá, còn họ ép giá tôi thì tôi phải giảm, chứ biết làm sao bây giờ. Anh là người đại diện giao dịch với nhà máy, anh cố gắng đàm phán làm sao mà có lợi cho bà con chứ. Thấy không, làm còng lưng mờ mắt mà cũng không đủ ăn. Anh làm vậy nông dân mắc nợ, chắc có ngày họ thắt cổ lên cây trà chết hết quá. Dùng này ai chết tôi không cần biết, nhưng riêng anh thì đừng có lo. Chỉ cần anh chịu gả con chút trà cho thằng Khương nhà tôi, anh muốn giá nào thì tôi chịu anh giá đó. Ủa, chuyện nào ra chuyện đó chứ? Tự nhiên gán ghép tới cái chuyện bán trà với lại cái chuyện gả con gái tôi là sao? Anh cũng biết đó, là con trai của tôi nó chết mê chết mệt con gái nhà anh. Nè, mà anh coi đi, cả cái vùng này có thằng nào ngon mà thằng Khương con nhà tôi không? Anh còn chần chờ gì nữa mà không cho tụi nó cưới nhau đi. Con ổng là cái thằng cô hồn nhất vùng này, nên nó ị cha nó giàu có rồi không qua ra gì. Chứ chút trà mà lấy cái thằng đó là khổ cả đời luôn á. Tôi nuôi con tôi á là không phải để bán. Nó thương đâu rồi tôi gả đó, chứ tôi không có ép được. Mình làm cha làm mẹ phải biết chỗ nào tốt cho con chứ. Nè, anh phải làm chủ cuộc hôn nhân này cho nó. Ai vậy anh ba? Cháu anh hả? Không phải. Dạ con chào chú. Mới tới chơi hả? Dạ. Nhà của anh ba thì có gì đâu vui mà ở. Muốn tìm thú vui á thì cứ qua nhà tôi chơi. Thằng con trai của tôi là thợ săn, tay thị xã chiến nhất ở đây đó. Còn tôi có một bộ sưu tập rượu ngâm, toàn là những động vật quý hiếm không đó. Cứ rảnh á, kêu anh ba dắt qua chơi ha. Dạ con cảm ơn chú. À, chiều cho tụi nó chở hàng qua nhà tôi sớm, coi chừng mưa. Nước vô á là tôi trừ kilo á. Chào em. Gì vậy? Anh đến đây làm gì? Biển. Sao mỗi lần gặp anh em cứ hốt hoảng hoài vậy? Sao không mời anh vô trong nhà uống miếng nước? Tôi ở nhà có một mình à, không tiện tiếp anh trong nhà đâu. Biết chứ, ba em đang cân trả bên nhà anh á. Chính vì vậy anh mới qua đây nè, có hai người dễ nói chuyện hơn. Anh là kẻ cơ hội thiệt á. Em nói đúng á. Kẻ cơ hội là kẻ thức thời mới là người chiến thắng được. Em không nhớ ông bà ta có cái câu là nhất cự ly vì tốc độ hả? Trúc Trà, cho anh nắm tay cái đi. Anh làm ơn lịch sự một chút đi. Sao lúc nào cũng từ chối anh hết vậy? Tới bao giờ mới chịu làm bạn gái của anh hả? Tu tôi ra. Trúc Trà, anh đang nghĩ em hết. Trúc Trà. Trúc Trà. Anh làm gì vậy? Cái đồ cô hồn cát đảng vậy mà đòi tôi gả con gái cho đó. Đúng là cha nào con nấy. Tụi nó ỷ thế lộng quyền nhất cái vùng này đó cậu, không có coi ai ra gì hết trơn trọi. Cảm ơn cậu nhiều nha. Dạ không có gì bất bao. Vô nhà ngồi uống nước đi. Dạ. Em có sao không? Dạ em không sao.
Hắn thường quấy rối em vậy đó hả? Ừ. Nếu anh với bác ba không về kịp, hắn ta sẽ làm gì em? Dạ, em không thích ảnh. Anh ta ỷ gia đình giàu có, ăn chơi nổi tiếng quậy phá khắp cái vùng này nè. Thôi anh vô nhà đi. Dạ, con chào bác. Sao cô lì quá vậy? Cô muốn tôi phải làm sao? Thì cô mới buông tha con trai tôi đây. Dạ, con... Tôi quỳ xuống đây tôi lại cô thì cô mới vừa lòng phải không? Dạ, con xin bác. Bác đừng làm vậy. Bác làm ơn cho con biết anh Hiếu đang ở đâu được không bác? Con cần gặp anh Hiếu lắm. Con trai tôi đang ở đâu cô không cần phải biết. Ha 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 ha.
Bà ấy nói đúng, mình là một đứa không cha không mẹ, đâu có ai dạy dỗ mình. Bà con ở đây sống chủ yếu là nhờ cây trà, nhưng mà cứ bị thương lái ép giá như vậy thì làm sao sống nổi bác ba. Người nông dân thấp cổ bé họng làm được gì đâu cậu. Họ quần quật làm việc cả ngày, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, mà công cán thì bị tính rẻ mạt, chỉ có cái tụi gian thương là nó giàu thôi. Ủa mà chẳng lẽ ở đây chỉ có mỗi nhà ông Kha thu mua trà thôi hả bác? Thật ra trước đây cũng nhiều người lắm, nhưng mà ông ta ghê gớm lắm cậu, dùng rất là nhiều thủ đoạn, từ đe dọa cho tới làm cho họ bị phá sản. Dạ. Rồi cuối cùng chiếm toàn bộ ở đây thôi. Chính quyền ở đây có biết chuyện đó không bác? Chẳng lẽ họ không có động thái nào hỗ trợ bà con nông dân mình hết hả? Ai ở đây mà không biết chuyện gia đình nó làm đâu. Nhưng mà họ ngại, lớp bị mua chuộc, lớp sợ đối đầu, rồi cuối cùng mọi chuyện cho qua luôn. Ừ. Sao lại như vậy được chứ? Cả ngày làm không sao, giờ thấy đau lưng quá. Thôi tôi đi nghỉ trước nha, cậu cứ ngồi đây uống trà. Dạ, nha. Dạ ba nghỉ sớm được ba. Trà con mới pha nè ba, ba uống đi ba. Thôi ba đau lưng quá, ba vô nằm nghỉ một chút. Vậy con thoa dầu nóng cho ba nha. Ừ, để lát đi. Trời lạnh, sao anh không vô nhà? Ngồi ngoài này suy nghĩ được nhiều thứ hơn. Anh đang suy nghĩ gì? Trúc Trà biết không, mà anh dưới quê á có một cái sở thích rất đặc biệt, đó là thích uống trà, trà táo đỏ. Trà táo đỏ? Ừ. Cái tên nghe lạ quá, lần đầu tiên em nghe á. Thiệt hả? Ừ. Trà phải là loại trà ngon như là trà ô long chẳng hạn. Nước là phải đun sôi cho thật kỹ, bình và tách trà phải tráng qua nước sôi kỹ rồi mới pha trà. Rồi mình dùng loại táo là táo đỏ hay còn gọi là táo tàu đó. Trúc Trà biết không? Tao nghe nè. Thằng quỷ, mày tính chơi trò mất tích với tao luôn đó hả? Đâu có, tao định đi tàu lặn một thời gian thôi. Mày khỏe không? Tao khỏe. Mày đang ở đâu vậy? Tâm trạng của mày bây giờ đã ổn chưa? Tao đang ở một nơi rất bình yên. Dùng đất ở đây làm cho tao nảy sinh nhiều ý tưởng mới. Tao muốn dừng chân lập nghiệp ở đây. Ê mày nghiêm túc đó hả? Dùng đất đó có gì hay mà giữ được chân gà lãng tử như chỗ Hiếu ta. Mày tính làm gì ở đó? Để về tao nói cho mày nghe. Bây giờ mọi thứ còn đang nằm trong đầu thôi. Vậy ha, tao cần thêm một chút thời gian để xác định. Được, mày cứ từ từ đi, không có vội. Nhưng mà nè, mày thấy khả thi á thì cứ bàn với tao. Tao, bạn chí tốt của mày sẵn sàng đi chung với mày. Vậy là tốt, tao tin là mày sẽ thích cái ý tưởng kinh doanh này của tao. Thôi vậy nha, mày làm việc đi, khi nào về tới tao sẽ hú nha. Ok, bye bye mày. Ê, khoan khoan. Hả? Khoan khoan. Gì nữa? Nghe nè, tao có chuyện này muốn nói với mày. Hả? Chuyện gì? Chiêu Chương á gọi điện thoại cho tao hỏi thăm mày, muốn xin số của mày đó. Mày có cho không? Hiếu, Hiếu, mày còn đó không? Sao trả lời tao? Thôi thôi, đừng cho Chiêu Dương biết gì về tao hết. Mày chắc chưa vậy? Tao với Chiêu Dương sẽ không có kết quả tốt đâu. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Nên kết thúc thì tốt. Được rồi, tao hiểu rồi. Vậy thì mày cũng đừng bận tâm suy nghĩ nhiều nữa, mày cứ làm những gì mà mày muốn. Ok, cảm ơn mày. Bye bye nha. Thank you.
Ủa, tôi nè. Anh Được, sao lại là anh? Có sao không? Sao lại theo dõi tôi? Mắc gì theo dõi anh? Là tình cờ thôi. Phát hiện anh ngồi ở đây, tôi định hù cho vui thôi mà. Mà công nhận anh giữ thiệt đó nha. Xém chút nữa bị anh đánh cho dập cái bản mặt rồi. Anh có võ phải không? Chút phòng thân thôi. Mà sao anh chơi dại vậy? Làm tôi cứ tưởng đâu là ai đó tấn công tôi. Ủa mà anh làm gì đây? Tôi đang đi bắt chim ở tỉnh á. Ở mấy cái lùm trà này buổi chiều chim nhiều lắm. Chỉ cần chùm lưới lên là bắt được quá trời quá đất luôn. Ủa mình bắt nhiều làm gì? Con nào đẹp thì nuôi hoặc là bán. Còn mấy con nào mà xấu á thì tôi rô ti ngon bá trái bào chát luôn á. Ấy mà sao anh dẫn con ở đây chưa về Sài Gòn nữa? Sao tôi thấy anh có vẻ quan tâm chuyện tôi đi hay ở đây vậy? Nói thiệt là tôi không muốn một người đàn ông nào bên cạnh Trúc Trà, nhất là một người đẹp trai như anh vậy đó. Anh yêu Trúc Trà? Tỏ tình với người ta chưa? Trời ơi, đàn ông là phải ở thế chủ động, yêu là phải tỏ tình người ta mới biết chứ. Tôi cũng muốn nói lắm chứ, nhưng mà mỗi lần đứng trước mặt cổ á thì tôi lại bị khớp. Mà anh biết không, tôi biết là tôi nghèo, tôi xấu trai, không có xứng đáng với cô giáo Trúc Trà. Nhưng tôi thương cổ thiệt lòng á. Tôi nói thiệt là tôi thương lâu lắm mà. Vậy à? Vậy biết yêu người ta từ lúc nào? Từ lúc hai đứa còn nhỏ xíu xíu kìa. Nhà tôi ở bên kia rồi, còn nhà cổ ở bên đây rồi. Hồi nhỏ hai đứa cũng đi học chung nữa. Nhưng cho mình tôi học dốt lắm. Ở lại lớp có 2 năm mà. Chán quá nên nghỉ học luôn. Điều quan trọng anh phải biết là Trúc Trà có tình cảm với anh hay không. Tôi cũng không biết nữa. Mà nè. Anh hứa với tôi đi, anh đừng có cua Trúc Trà của tôi nha. Tôi mà biết là tôi đấu với anh tới cùng luôn á. Anh vừa đẹp trai vừa phong độ, lại là người Sài Gòn nữa. Cô con gái ở đây á lại thích người Sài Gòn nữa. Thấy anh là chắc chắn chết với anh liền á. Ê mà con gái ở đây cực kỳ đẹp đó nha. Bây giờ nhiều người đẹp lắm. Anh thích ai? Tôi làm mai cho anh. Thôi không cần đâu. Mà sao anh lại lo tôi sẽ theo đuổi Trúc Trà? Tôi nghe nói đối thủ của anh là Duy Khương kìa. Cái anh chàng mà đang đeo bóng Trúc Trà đó. Cái thằng cha công tử đó sao có cửa nó đấu với tôi? Ghê vậy? Tôi nói chơi cho vui thôi. Thiệt ra tôi không lo. Tại anh biết không, tại cả cái thị trấn này á là đều biết ông Khương theo đuổi Trúc Trà mấy năm nay, nhưng mà cổ từ chối quyết liệt. Trúc Trà đâu có chịu. Nghĩ sao mà cái thằng ăn chơi như vậy á, gái gú nổi tiếng nhất cái vùng này, nên nó giàu kệ đó chứ, ai mà chịu lấy nó làm chồng. Còn ngồi trên đống vàng cũng đâu có yên tâm đâu. Tôi cũng thấy Trúc Trà là một người con gái chín chắn, vật chất không mua chuộc được tình cảm của cổ đâu. Trời ơi, vậy tôi mới nói. Tôi đang tràn đầy hy vọng. Chắc chắn Trúc Trà sẽ không chê tôi nghèo. Chỉ cần tôi thành tâm thì tôi nghĩ có ngày Trúc Trà hiểu được thành ý của tôi, đúng không? Mà tôi nghĩ một người con gái như Trúc Trà có nhiều người yêu quý cũng phải thôi. Ấy, chết rồi. Gì vậy? Chết rồi. Anh ngồi ở đây xong về trước nha. Tôi còn để quên cái sâu chim ở trển á. Anh ngồi đây đang. Trời ơi là trời. Chết rồi. Yeah.
Dạ chào anh. Cô cho tôi hỏi lớp của Trúc Trà ra chưa cô? Dạ lớp của chị Trà cũng sắp sửa ra rồi đó anh. Dạ cảm ơn cô. Dạ anh cho em hỏi, anh là bạn trai của chị Trúc Trà hả? À, dạ không, bạn bình thường thôi. Vậy thôi em xin phép về trước. Em đi nha. Dạ chào cô. Chào anh, sao anh lại tới đây? Chào cô giáo. Tôi mới đi khám phá một vòng thị trấn. Bây giờ xin tình nguyện làm vệ sĩ đưa cô giáo về. Vệ sĩ? Nhìn tướng tôi không đủ tiêu chuẩn làm vệ sĩ cho cô giáo hả? Nếu như mà anh đi cùng đường á thì em sẽ cho anh đi cùng. Còn nếu mà nói là vệ sĩ á thì em không dám nhận đâu. Thôi mà, năn nỉ cô giáo mà. Làm vệ sĩ bắt đắc dĩ thôi cũng được. Nhưng mà em ra chợ mua chút đồ. À, mình đi. Cần lấy gì? Em muốn mua 30 cuốn tập học sinh. Rồi, đợi một chút. Dạ. Ủa Trúc Trà, em mua tập chi nhiều vậy? Trong lớp em á có vài em nhỏ thiếu tập. Em mua để phát cho tụi nó. Vậy hả? Tội nghiệp. Học sinh dùng này còn nghèo khổ lắm. Thank you.